Ngân hàng chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Đảng và Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế và gắn liền với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát và sự chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cũng như sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, người lao động. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là cơ hội để hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội nói chung, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát nói riêng, tiếp tục khẳng định vai trò sứ mệnh của mình trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổ chức nhiều hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội tham gia vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa và là một trong 74 huyện nghèo của cả nước, Mường Lát hiện có 8.731 hộ dân với dân số hơn 41.000 người, gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống là Thái, Mông, Giao, Mường, Khơ Mú và Kinh. Trong đó, hộ nghèo chiếm 56,18%, hộ cận nghèo chiếm 12,64%. Với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 7% trở lên của huyện, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, truyền tải khối lượng lớn nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện, thành lập được trên 124 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 15 chương trình tín dụng thực hiện cho vay trên địa bàn. Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 244.788 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên với trên 5.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Việc giao dịch được thực hiện trực tiếp với người dân tại 8 điểm giao dịch của 8 xã thị trấn trong huyện, tạo điều kiện giảm bớt thời gian giao dịch đối với những hộ dân vay. Cùng với đó, để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Từ năm 2003 đến nay, Ban Đại diện đã tiến hành kiểm tra giám sát được 183 lượt điểm giao dịch, 241 lượt xã, 326 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn và 1.792 lượt hộ vay vốn. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều nhận nợ và sử dụng tiền vay đúng mục đích, đồng vốn phát huy có hiệu quả. Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng quy trình bình xét trước khi cho vay. Các tổ chức hội, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc, văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công tác cho vay, thu nợ, thu lãi và xử lý nợ. Trong cái thời gian qua thì Ban Quản trị đã được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và đặc biệt là sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách tỉnh. Và trên cái cơ sở cái nguồn vốn được giao thì Ban Đại diện cũng như là Ngân hàng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách đã tham mưu phân bổ kịp thời cái nguồn vốn đến với các xã thị trấn, đến với các cái đối tượng được thụ hưởng và cũng thực hiện tốt cái việc mà thu nợ quá hạn cũng như là đến hạn, đồng thời là hướng dẫn và phát huy tối đa cái giá trị
cái cách thức sử dụng cái nguồn vốn vay. Thế và mọi người dân thì về cơ bản là nắm được cái cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho người dân. Hầu hết là người dân đã đồng tình ủng hộ với cái cơ chế chính sách. Và thấy rằng là trong 20 năm qua thì ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách huyện đã thực hiện tốt cái vai trò, cái chức năng nhiệm vụ của mình. Và đặc biệt là cái năm 2015 khi mà ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách của huyện được thêm, bổ sung thêm cái thành phần đó là chủ tịch các xã. Và chính cái chủ tịch các xã thị trấn đó là một cái cơ sở thể hiện cái vai trò chức năng của chính quyền địa phương đối với cái công tác thực hiện cái chính sách. Và trong 20 năm qua thì cái cơ chế chính sách, cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cái ngân sách ưu đãi dành cho người nghèo và những cái đối tượng cái đối tượng chính sách khác đã hầu hết được hiểu và thực hiện rất là hiệu quả. Và không những chỉ người dân mà tất cả các tổ chức đoàn thể với cái mục tiêu phương châm là cái chính sách này đã cùng với cái mục tiêu là mọi người đều hướng tới và cùng chung tay để giúp cho người nghèo và những cái đối tượng chính sách sẽ xóa nghèo và hướng tới cái xây dựng nông thôn mới một cái hiệu quả hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong cái nguồn vốn của Trung ương dành cho cái đối với cái đối tượng chính sách sẽ được mở rộng hơn, tăng cường hơn. Và cái đối tượng ở cái đối với ban quản trị thì cũng tiếp tục với cái mô hình là có thêm các thành phần là chủ tịch các xã thị trấn duy trì những cái mô hình như hiện nay để cái cơ cấu cái tổ chức bộ máy của ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân sách chính sách sẽ duy trì và thực hiện hiệu quả những cái mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã xây dựng hướng tới cái đối tượng là người nghèo và những đối tượng chính sách, nó sẽ đạt được nhiều cái mục tiêu hơn và hướng tới để xây dựng xóa đói giảm nghèo theo đúng cái mục tiêu của Đảng và Nhà nước cũng như là xây dựng cái nông thôn mới hoàn thành theo cái nghị quyết 58. Xác định tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách là công cụ hữu hiệu giúp cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức triển khai có hiệu quả, thực hiện phân bổ nguồn vốn kịp thời, phối hợp thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt quan tâm quy trình quản lý và điều hành nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở, thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ, đến hạn, nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Do vậy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ đã đến được với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn nắm bắt và tiếp cận được các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với các đơn vị thường xuyên tuyên truyền qua đài truyền thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và thông qua các hội nghị hội thảo tập huấn các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước theo từng thời kỳ, lãi suất cho vay, đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi và danh sách hộ vay còn dư nợ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể, nhận ủy thác, các ban ngành có liên quan, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện theo đúng đối tượng, chế độ, đúng quy trình nghiệp vụ, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Trong những hôm qua, thông qua chương trình ủy thác từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã có nhiều đoàn viên thanh niên được vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng được các mô hình sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và cho thu nhập ổn định. Điển hình như anh Vi Văn Thống ở xã Quang Triều, anh Hà Văn Điệp ở xã Tam Trung, anh Hà Văn Tịnh ở thị trấn Mường Lát và anh Lô Văn Vinh, anh Vi Văn Úy ở xã Phù Nhi. Thì trong thời gian tới, các tổ chức chính trị xã hội nói chung và đoàn thanh niên nói riêng mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục có thêm nhiều chương trình cho vay, có nhiều nguồn vốn để thanh niên được vay và có vốn phát triển kinh tế trong thời gian tới. Trong 20 năm hoạt động, đã có trên 27.000 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã có hơn 23.000 lượt hộ gia đình có vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế,
tạo việc làm, đã giúp hộ nghèo xây dựng được 1.307 ngôi nhà để ổn định đời sống, giúp các hộ dân tại 8 xã thị trấn trong huyện xây dựng được 2.004 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, đã đầu tư cho 211 học sinh sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo nguồn nhân lực có tri thức cho tương lai. Thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nhà ủy thác các cấp cùng mạng lưới tổ tiết kiệm về vốn thì đã tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung tín dụng chính sách đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết để cùng thực hiện. Bên cạnh đó, để đảm bảo cái nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thì ngân hàng ngoài cái chỉ tiêu mà trung ương và tỉnh giao tăng trưởng hàng năm, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội còn phối hợp cùng với các tổ chức hội, các tổ trưởng tích cực tuyên truyền huy động vốn tiết kiệm từ dân cư cũng như là huy động tiết kiệm vốn qua tổ. Đặc biệt là Ngân hàng Chính sách còn chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện hàng năm trích một phần ngân sách của huyện để chuyển sang ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay hộ nghèo và đối với và các đối tượng chính sách khác. Thì song song cùng với công tác giải ngân thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã thực hiện tốt công tác thu nợ đối với các chương trình tín dụng chính sách để đảm bảo cho tất 100% các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế thì đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ. Vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp người nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Các hoạt động lồng ghép các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với các chương trình, dự án giúp thay đổi nhận thức của người dân. Họ đã biết chủ động tính toán, biết đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển kinh tế xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, thay đổi nhận thức của người dân, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Trước đây, gia đình vợ chồng chị Lương Thị Nông, bản Pùng, xã Quang Triều, chỉ sống phụ thuộc vào số diện tích nương rẫy do cha ông để lại. Dù vợ chồng chị làm lụng vất vả quanh năm, nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt thường ngày. Trong khi đó, nguồn vốn ít ỏi để làm ăn phát triển kinh tế lại không có, càng khiến gia đình chị luẩn quẩn trong cảnh nghèo khó. Năm 2015, thông qua kênh Hội Phụ Nữ, gia đình chị Nông đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư mua trâu và một số loại vật nuôi khác về chăn nuôi. Nhờ chăn nuôi thuận lợi, đến nay gia đình chị đã có thu nhập ổn định, thoát diện cận nghèo, trả hết nợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và trở thành hộ gia đình khá giả trong xã. Đầu năm 2022, gia đình chị tiếp tục vay thêm 295 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đăng ký mở rộng quy mô kinh doanh, trở thành hợp tác xã dịch vụ nông lâm. Chuyên kinh doanh các mặt hàng như buôn bán gạo, chế biến dược liệu, dịch vụ ăn uống, chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu. Gia đình tôi ngày trước tôi cũng muốn làm những cái mặt hàng, nhưng mà do điều kiện nhà tôi là không có vốn, là đã gặp khó khăn rồi. Bây giờ tôi xuống ngân hàng chính sách để tôi đỡ mối, tôi cũng được vay được số tiền là 294 triệu. Bây giờ về tôi để sửa lại cái kho và cái nhà xưởng để tôi làm cái gạo nếp cây nọi được thương hiệu OCOP, và gạo nếp cây nọi là tôi là chính. Còn ngoài ra tôi còn làm như măng này, măng khô này, hạt thủ ô này, như các hàng dược liệu khác, và để tạo điều kiện cho bà con ở đây có công việc ăn việc làm. Và bây giờ nhà tôi cũng từ cái vốn đấy ra thì nhà tôi cũng có ổn định hơn về kinh tế một tí.
Đến nay, cơ sở sản xuất kinh doanh của gia đình chị Lương Thị Nông đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Hàng tháng trừ chi phí và tiền thuê nhân công, gia đình chị để ra 30 triệu đồng. Ngoài ra còn tạo việc làm cho 12 lao động là con em trong bản, có việc làm và thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, năm 2021, Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm của gia đình chị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quang Triều xây dựng thành công sản phẩm lúa nếp cây nổi, trở thành sản phẩm ô cốp. Đây cũng là sản phẩm ô cốp đầu tiên và là duy nhất của huyện Mường Lát cho đến thời điểm hiện tại. Năm 2022, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của địa phương, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát phấn đấu nguồn vốn tăng trưởng 10,2% so với năm 2021, dự kiến đạt 24.878 triệu đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn giữ vững ở mức dưới 0,1%, không để nợ quá hạn mới phát sinh tăng, thu lãi đạt 100% lãi phải thu để đảm bảo kế hoạch tài chính của đơn vị. Đồng thời, triển khai kịp thời nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 40 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và quyết định số 401 QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các cấp hội nhận ủy thác thực hiện tốt kế hoạch tín dụng năm 2022 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung được ủy thác ủy nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ từ khâu bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 năm 2002 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mường Lát, thì có thể nói rằng là nghị định này có tác dụng rất là to lớn, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đã huy động được toàn bộ xã hội tham gia vào cái chính sách này, và cái nữa là làm giảm cái việc cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Mường Lát, từ đó góp phần cho cái việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát. Về cái hiệu quả của cái chương trình này thì có thể nói là rất là to lớn và mang lại hiệu quả rất là thiết thực cho đối với người nghèo ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Trước hết là phải nói là tham gia vào cái nghị định này thì bà con nhân dân đã được hưởng cái chính sách ưu đãi tín dụng đối với người nghèo, đặc biệt là đã tạo cái công ăn việc làm và tạo thu nhập mà cho bà con nhân dân, để góp phần như vậy là mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo cái thu nhập mà từ đó là vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về cái sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn, và nó tạo thành cái tính đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư và phát huy được tác dụng của các cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Và có thể nói là cái tín dụng đối với người nghèo thì hiện nay đã là luôn là thành cái điểm sáng cũng như là cái trụ cột không thể thiếu trong cái hệ thống chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay. Và việc này đã mang lại cái hiệu quả thiết thực trong cái công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Có thể thấy rằng hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mường Lát trong 20 năm qua là rất lớn,
góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện vùng cao biên viễn xứ Thanh.